sao chứ? Thì sáu bây giờ sau khi hát xong hát cái gì thì đạo diễn là đạo diễn hát này mới diễn giờ hát về xuân sao? Nhưng mà trong ông đồ ai hát hay nhất chắc chắn phải có ý nhất 4-5 người hát hay nhất có vài ông đồ cũng và làm luôn đăng ký luôn bây giờ bây giờ đăng ký trước để mình hãy phải đi kịch bản chứ hãy dạ dạ em bản hứa anh rồi dạ thứ sáu phải cho anh kịch bản dạ để anh làm vậy đúng còn cái trống trống để lên 800 có để ngày hàng ngàn buôn cái bên bốn cái vô đẹp đúng rồi có bốn mà tám hàng cũng giỏi vậy đó nhưng mà quý nhân nhẹ không thì cũng nhẹ quý nhân nhẹ mà rồi cái ban đầu là bên phía đại diện mình tổ chức phát biểu công bố lễ hội ông đồ lần hai là đã công bố khai mạc luôn rồi ha. Bây giờ mình công bố là chúng tôi xin chính thức mời 12 câu lạc bộ nha nha lên trên để nhận giấy chứng nhận nha. Dạ thưa chị, là chiều hôm qua 2 giờ tôi có họp với lại ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và sở văn hóa xã hội. Họ chính thức họ đưa cho xã hội tặng chữ cho trẻ mồ côi, tặng chữ cho rất nhiều người, chúc phúc cho mọi du khách khi đến Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái việc còn ngộn đồ cũng là ý nghĩa rất lớn. Mục tiêu của tôi vẫn là quảng bá cái chữ Việt Việt Nam, quảng bá phương pháp Việt Việt Nam. Chúng tôi đang kiếm mọi phương pháp thì hội ngộn đồ cũng là một cách. Và chúng tôi trả lời cho câu hỏi của chị về cái việc mà lưu giữ thì thưa các chị là chúng tôi đã thành lập một cái câu lạc bộ phương pháp kỷ lục. Hôm hội ngộn tôi đã ra mắt cái câu lạc bộ đó và câu lạc bộ này có nhiều vô. Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức, lần thứ nhất chúng tôi không có tiếp các anh chị báo chí miền Nam được. Lần thứ nhất là tôi tổ chức tại Ninh Bình. Cách đây nhiều năm các chị vào Google, các chị gõ Google ông đồ á, các chị thấy tràn ngập hình ông đồ rất đẹp ở Ninh Bình. Hôm đó là chấn động toàn bộ tỉnh Ninh Bình và các tỉnh xung quanh. Kính thưa quý vị, thư pháp Việt Nam từ lâu đã trở thành một truyền thống, một nghệ thuật và là một niềm đam mê bất tận của nhiều người. Thư pháp Việt không ngừng vươn xa và ngày càng đi sâu vào đời sống tinh thần của người dân Việt. Trong chương trình Hội ngộ ông đồ lần thứ nhất diễn ra tại khách sạn Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã quy tụ gần 70 ông đồ đến từ rất nhiều câu lạc bộ thư pháp khác nhau, đã rất thành công và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự. Ngày hôm nay, tại khu chợ du lịch Vũng Tàu, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cái lục. Kính thưa quý vị, nhà sử học Dương Trung Quốc sẽ đánh ba hồi trống để bắt đầu nghi thức khai danh ông đồ, chương trình Hội ngộ ông đồ lần 2 ngày hôm nay. Xin được đồng kính mời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để bắt đầu lễ khai danh ông đồ năm 2013. Và kính thưa quý vị, ông Phạm Đăng Quế, ông Trần Thanh Phương, ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Mạnh Quý đang khai quang điểm nhãn. Và bây giờ xin trân trọng kính mời tất cả những ông đồ chính thức khai danh. Quý vị thân mến, mỗi ông đồ đều có một bút danh riêng của mình. Và cứ độ xuân về là dịp để các ông đồ khai danh và ra sức trổ tài, viết nên những nét chữ đầu tiên của năm mới. Và khai bút đầu xuân đã trở thành một phong tục của những hàng nho học sĩ, của các ông đồ xưa mỗi dịp xuân về. Khai bút là khai học vấn, là khai tâm. Cái tâm trong sáng mới viết nên nét chữ đẹp, gửi gắm nhiều ước vọng trong năm mới. Khai danh và khai bút có một ý nghĩa hết sức nhân văn, gắn liền với tục xin chữ. Kính thưa quý vị, các ông đồ của chúng ta đang ngồi trên những chiếc chiếu và bàn tay đang khéo léo viết lên những cái tên của... Kính thưa quý vị, để tiện cho việc các ông đồ khai danh, xin quý vị vui lòng chúng ta đứng xa xa một tí xíu.
văn hóa xưa mà ngày nay chúng ta chỉ còn nhìn thấy trên phim ảnh, trong những lễ hội ngoài miền Bắc vào những ngày đầu năm mới. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lễ khai hút đầu xuân, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng đồng tâm hiệp lực, cùng quan tâm, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa này qua những lễ hội khai hút được tổ chức vào dịp đầu năm mới. Trước xin được đồng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng quay trở về hai bên sân khấu để các ông đồ chuẩn bị báo danh. Và xin mời các đơn vị truyền thông báo chí chúng ta cùng tránh xa khu vực trung tâm sân khấu, dừng lại phía khu vực trung tâm để các ông đồ chuẩn bị để với nghi thức báo danh. Xin được đồng kính mời. Những hình ảnh tuyệt vời này như một lời chúc của ban tổ chức của tổ chức kỷ lục Việt Nam đang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Một hình ảnh rất truyền thống và rất tuyệt vời. Người người không sao xuống đến rồi đừng đi đời hàng quý. Những người ý ạ, để với nghi thức khai ấn chúng ta sẽ dựng nguyên vị trí như thế này. Xin mời các đơn vị báo chí và các vị quý vị quan khách chúng ta tránh sang hai bên. Xin mời quý vị. Ước mơ trong lòng thấm đào mến mong. Em về quý vị khai ấn là dùng ấn lần đầu tiên trong năm để bắt đầu công việc. Trên mỗi bức tranh thư pháp, nếu quý vị để ý thì thấy ngoài bức danh của ông đồ còn có con dấu của mỗi ông đồ. Một bức thư pháp mà thiếu một trong hai yếu tố trên thì sẽ không còn giá trị của nó. Nhìn cần mai và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để bắt đầu nghi thức khai ấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Người người mong sao xuân đến rồi đừng đi. Kính thưa quý vị, thực hiện lễ khai ấn ngày hôm nay chúng ta đang gặp gỡ ông Hồ Văn Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, thành viên Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ông Hoàng Đức Thảo, anh hùng lao động, tổng giám đốc công ty Busaco, cùng với sự hỗ trợ của ba nghệ sĩ thư pháp. Ba nghệ sĩ thư pháp của chúng ta là nghệ sĩ thư pháp Minh Hạnh đến từ câu lạc bộ thư pháp Việt Kỳ, nghệ sĩ thư pháp Nguyễn Phúc Vĩnh Thọ, câu lạc bộ thư pháp Huế và nghệ sĩ thư pháp Lê Vũ, câu lạc bộ thư pháp Nha Trang. Em về đây để thấy mùa xuân trong nhà, bánh chưng dưa hành cũng hiểu đáp được kho. Em thấy không xuân về làm đẹp quê hương. Kỳ lạ
như mưa thu vàng như lá khô, đông trắng như mây trời bay. Em mềm như gió, rồi mát như sông tuôn trào thư pháp tôi, trôi mới trôi dù thành đôi. Một tràng pháo tay để cổ vũ cho những ông đồ. Xin cảm ơn quý vị.